Thưa quý vị, theo nhận định ban đầu, mất phanh được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai, làm 12 người thiệt mạng. Nhưng tuy nhiên, theo nhiều tài xế có kinh nghiệm, nguyên nhân chính có thể là do tài xế thiếu kinh nghiệm điều khiển xe tại đoạn đường có nhiều đèo dốc. Chúng tôi đã tập hợp được nhiều ý kiến chuyên gia về ô tô khách cũng như nhiều tay lái kinh nghiệm, hy vọng sẽ có thể giúp quý vị có một hành trình an toàn trên những cung đường đèo dốc. Theo phân tích của các tài xế có thâm niên trong nghề, thì việc xe mất phanh thường xảy ra ở cuối đèo là do các tài xế non kinh nghiệm khi lái xe xuống đèo quá nhanh ở số 3 hoặc 4. Điều này gây nóng tăm bùa, trơ lì má phanh, thậm chí sôi cả dầu phanh. Và theo thời gian, sẽ khiến hệ thống phanh dần mất tác dụng. Sự mất phanh xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng kéo xe lên và đạp thử phanh. Lúc này thường là phanh đã nguội và dễ đi đến kết luận, phanh không có vấn đề gì. Do đó, các tài xế nên chú ý những điểm sau đây để có thể xuống dốc an toàn. Thứ nhất, khi xuống dốc, xe bị rơi vào tình trạng chạy xe quán tính. Xe càng to, chạy càng nhanh thì quán tính của xe càng lớn. Xe chạy xuống dốc nhanh vượt ý muốn, buộc người lái phải nhanh, phanh càng nhiều thì phanh càng nóng, càng chóng hỏng. Do đó, khi xuống dốc, lái xe nên về số thấp, giảm tối đa dùng phanh, chỉ phanh khi thật sự cần thiết. Tuy nhiên, nếu ít phanh thì xe sẽ chạy quá nhanh, vậy cần phải biết sử dụng hộp số đúng kỹ thuật. Không nên áp dụng cứng nhắc quan niệm khi lên dốc bằng số nào thì xuống dốc cũng bằng số đó, dễ đẩy lái xe vào tình huống lúng túng khó xử vì rất ít con dốc có độ dốc lên và xuống giống nhau. Mà phải tùy vào từng con dốc mà quyết định để cân số vị trí nào. Tuyệt đối không được đi bằng số mò. Không thả dốc tốc độ cao rồi đạp phanh liên tục, trừ trường hợp khẩn cấp bắt buộc phải dừng xe. Cuối cùng, nếu vào đoạn cua gấp tay áo có độ xuống dốc lớn, thì ngoài việc giảm ga trước khi vào cua, chuyển cân số xuống vị trí thấp, thì khi vào cua chân ga cũng nên thả lỏng. Nếu vào cua mà nghe tiếng bánh xe nghiến mặt đường rít lên là đã đi quá tốc độ an toàn.